Tuyệt vời mặt trời luôn. Nó khô queo luôn. Nó ra quảnh luôn. Tuyệt vời ha. Cái này nó giống như nó vàng luôn anh. Nó có con trái luôn nha cả nhà. Nó vàng vàng. Xin chào cả nhà. Cả nhà ơi, hôm nay tụi mình sẽ làm món là bò nướng ống tre với lại cơm lam. Bây giờ anh Tân đang tìm bụi tre nào á thích hợp để mình đốn mình làm bò nướng ống tre cả nhà. Tre nãy giờ mình đốn về cả nhà. Bây giờ mình sẽ chẻ nó ra để cắt ra từng lóng không anh, từng khúc để mình nướng. Cái phần tre non này cả nhà. Anh Tân nói là dùng tre non làm cơm lam á thì nó sẽ phù hợp hơn là dùng tre già. Cơm lam á cả nhà, mình khi mình dùng tre non á thì cái cây tre nó còn nước, cho nên là nó sẽ có cái mùi đặc trưng của cơm lam. Còn khi nướng bò thì mình dùng tre già nó thích hợp hơn cả nhà. Đúng rồi. Còn một ưu điểm khi làm cơm lam bằng tre non nữa cả nhà, đó là tre non nó sẽ lúc mà nấu xong rồi thì nó sẽ dễ lấy cơm ra, cơm nó không bị dính trong cái tre cả nhà. Tre non nó có một cái lớp màng á, lớp màng đó nó sẽ giúp cho cơm nó không có dính vô trong cái tre, lúc mà mình ăn mình dễ lấy ra lắm cả nhà. Rồi anh Tân nó cưa được 2-3 ống rồi. Giờ tiếp tục ống thứ tư. Rồi, xong luôn rồi. Nhìn biết cái nào già nào non mà anh lột vỏ hết rồi. Anh thấy cũng vậy nhưng mà ống hình bò sẽ bự hơn. À, nhìn nó bự hơn là biết ha. Rồi anh Tân chặt xong rồi cả nhà, tụi mình đi rửa. Rồi giờ mình sẽ ướp bò nha cả nhà. Ướp bò để hồi xíu nữa mình sẽ nướng. Đây là đã có hành tây, này, hành tím em à, đã có hành tím rồi nha cả nhà. Rồi để gì vô em? À, đây mình sẽ để tiếu xíu dầu hào vô. Ừ. Rồi, rồi. Cái này là như dầu hạt điều phải không? Ừ. Để xíu dầu hạt điều nữa. Bỏ như tươi quá em. Rồi. Rồi xíu hạt nêm. Tí xíu hạt nêm. Này để xíu bột ngọt các bạn. Bột ngọt và muối. Sắc khỏi đi đường của em ơi. Sao nó khác hả? Đi đường sợ nó biết nó có khác không? Bỏ đi đường đi. Hay là tí nữa. Để muối khá chút. Ừ, đúng rồi luôn. Rồi. Ok. Em tí đường. Tiêu. Ừ, để xíu tiêu vô. Rồi, mình trộn đều tất cả lên. Cả nhà bây giờ tụi mình sẽ dồn thịt bò với lại dồn gạo để làm cơm lam nha cả nhà. Gạo nãy mình ngâm khoảng 2 tiếng đồng hồ nè cả nhà. Nó nở ra xíu rồi, giờ mình là dồn được rồi. Còn cái lá chuối này nè, chút mình làm cái nút đậy hai đậy cái đầu nó lại cho nó kín lại vậy để nướng. Lá chuối đã rửa rồi nha cả nhà. Rồi giờ mình bắt đầu anh cho em mấy cái ống là dồn gạo. Mình làm gạo phải không? Nó chai non thôi. Đây. Đây nè cả nhà. Hồi nãy mình có chuẩn bị cái chai là mình cắt ra làm cái quặng này cả nhà. Cái đổ gạo vô. Cái này. Cái phần thịt bò của mình á là mình có hành tím nha cả nhà. Hành tím cái mình bỏ vô ống tre. Đó. Cho giờ nó thơm. Bắt đầu làm. Gạo này mình phải chừa một tí nước á cả nhà. Đang dồn lên cho mình khỏi lấy nước vô nữa, mình chừa tí nước vô đây nè. Có nước rồi.
Bây giờ anh Tân sẽ đẩy cái nút lại nè cả nhà. Mình phải đẩy thật là chặt để nó bung nắp á cả nhà. Khi mà đẩy nắp này là mình dùng lá chuối. Tại vì lá chuối khi mà mình nhét nắp vậy nó sẽ tạo một cái mùi hương rất là đặc trưng của cơm lam cả nhà. Bây giờ mình chỉ nhúm lửa xong rồi cả nhà. Mình đợi chút có than rồi mình sẽ nướng bò ha. Với cơm lam. Bây giờ mình bắt đầu nướng rồi cả nhà. Nãy mình đã nhúm bếp sẵn rồi, giờ có than rồi nè cả nhà. Bây giờ mình nướng thôi. Mình đặt mấy cái ống tre nó lên cái dây mình đã chuẩn bị rồi, cái cọng sắt mà mình đã chuẩn bị rồi nè. Đặt xung quanh vậy đó. Cái này nướng lâu không anh? Chắc cũng cả tiếng à. Cả tiếng hả? Bò thì nó nhanh nhưng mà cơm lâu. Nghĩ vậy. Khoảng thịt bò khoảng bao lâu vậy anh? Bò anh nghĩ chắc phải nửa tiếng thôi. Nửa tiếng nha. Nhưng mà cơm lam thì sẽ lâu á. Khi mà nướng này cả nhà, lúc đầu thì mình cho lửa nó lớn. Nhưng mà khi mà gần chín á thì mình giảm lửa lại cho nướng lửa than á nha. Mà trong quá trình nướng thì mình phải trở thường xuyên nha cả nhà. Để nó không có đều, một bên khét một bên sống. Bây giờ anh Tân sẽ bắt đầu trở nè cả nhà. Nhìn bao tay của anh Tân nè. Đây là cái bao tay thần thánh. Bao tay thần thánh. Nóng lắm cả nhà ơi, bây giờ mình phải sử dụng bao tay nha. Đúng rồi, cái này nóng lắm. Mình phải trở được đều thường xuyên vậy đó cả nhà, cho nó đều. Lửa nóng quá bao đây. Lửa phải đều, người trở phải đều tay nó mới đều được. Úc Yêu, hôm nay có Úc Yêu ra chơi nè cả nhà. Úc Yêu thấy mình nướng vậy nè. Cái Úc Yêu ra coi thử coi như thế nào. Úc Yêu, đó giờ Úc Yêu có thấy cách nướng bò với lại nướng cơm như thế này em Úc Yêu? Chưa. Chưa. Mới lần đầu tiên phải không? Lần đầu tiên. Vậy hỏi Úc ăn với tụi con nha Úc Yêu. Ok. Ok. Hôm nay có Úc Yêu chắc là vui lắm á cả nhà. Đây cái phần cơm lam với thịt bò nướng của mình nãy giờ cũng được nửa tiếng rồi nè cả nhà. Nó cái màu cũng tre bắt đầu thay đổi rồi ha. Rồi. Chắc cũng còn lâu lắm mới ăn được cả nhà ơi. Cái này là tầm khoảng một tiếng mấy á nó mới chín. Đây mình nướng cái này á thì mình để lửa riu riu à chứ không có để lửa to. Bởi vậy thời gian nướng sẽ lâu. Nhưng mà khi mà nấu ra với cái mực độ lửa như thế này thì cơm lam của mình sẽ ngon hơn á cả nhà. Chứ để mà lửa cao quá thì nó sẽ gạo của mình sẽ không có được chín. Còn thịt bò thì mình nghĩ nó sẽ chín nhanh hơn cái phần cơm lam. Giờ mình để về cho nó dễ gần lửa cho nó dễ chín cả nhà, cho nó mau chín. Bây giờ nó gần chín rồi nè cả nhà. Đen quá trời đen luôn rồi. Giờ ăn được chưa anh? 10 phút nữa. 10 phút nữa hả? Còn lâu dữ vậy ta? Em tưởng xong rồi chứ. Mình đón thôi. Kệ ăn cho chín em ơi. Đợi nữa hả anh? Đó là mình cũng đâu làm đâu biết. Rồi ok, đợi tiếp cả nhà ơi. Giờ chắc nó chín rồi cả nhà ơi. Bây giờ mình chuẩn bị lấy ra. Anh lấy ra anh ơi. Lấy ra xong rồi chẻ. Mình đi chẻ bên trong ra như thế nào nha. Đen thui thui lùi luôn rồi. Bỏ trước nha.
Rồi giờ mình chẻ nha cả nhà. Anh Tân chẻ ra để coi phía bên trong như thế nào rồi nữa. Ừ, đúng rồi, chẻ ra cho nó bớt cái đen đen khét đen đó nha. Hồi hộp và chờ đợi. Sao anh? Anh chẻ phạm rồi hả? Chảy nước ra luôn rồi. Trời ơi. Khó quá ta. Khó gì ha. Cái đó là ống bò hả anh? Wow. Ồ, bên trong nó nhóc lên, nó teo lại. Nghe mùi thơm quá anh ơi. Thơm ghê luôn á. Đó, xong một ống rồi nè cả nhà. Thơm cái mùi ống tre rồi thơm cái mùi lá chuối nữa cả nhà. Thơm phức luôn. Ống thứ hai nè cả nhà. Cũng thơm phức luôn. Ống thứ hai màu nó đẹp hơn cái ống trước luôn á. Bò nhóc lên ha, hồi nãy là đầy luôn á. Bò nó teo rồi nãy đầy nhóc ở trên luôn cả nhà. Bây giờ nó teo lại còn con khúc nè. Lá chuối nó giật khúc trống luôn nè. Đó. Hồi hộp và chờ đợi. Đây nè cả nhà ơi, sau khi chẻ ra nè cả nhà. Anh ơi nó chín không anh? Anh thấy sao? Anh ăn thử rồi anh thấy sao anh? Nhìn đẹp quá anh nhưng mà không biết chín không anh? Sao anh? Anh cảm nhận sao? Nó còn ngồi không? Ăn miếng chưa cảm nhận được. Vậy ăn miếng nữa đi. Wow, nhìn ngon quá à. Nhìn ngon quá anh ơi. Đẹp nữa. Xuất sắc. Xuất sắc cả nhà, anh Tân nó xuất sắc. Wow. Ngon quá. Tiếp tục. Có Viu, anh Tân giờ chẻ xong có Viu. Đâu có Viu ăn thử miếng không có Viu. Coi ngon không có Viu. Anh cháu ăn thử nha. Thơm hay không Biêu? Có Biêu nó thơm cả nhà. Cảm ơn anh. Nè cả nhà. Mời cả nhà nha. Giờ anh đang rửa ống tre hả anh? Anh đang rửa nè. Cái này rửa làm gì anh? Uống nước. Uống nước hả? Để nước ở đây nè. Uống luôn hả? Thiệt hả? Trời ơi. Làm được uống mà. Ngồi mình uống nước ống tre này cả nhà. Nè, để nước đây phải không? Chắc anh em cầm cái ngưỡng bên vậy nè. Vậy hả? Đây uống bằng cái nước bằng cái này luôn hả? Giỡn thôi chứ hồi là mình làm cái này nè cả nhà, đến hồi mình gấp thịt bò để đây. À, đến hồi trang trí cho đẹp ha. Trời ơi, vậy mà tưởng nó uống nước thiệt. Rồi đi gắp thịt bò cả nhà. Chào cả nhà. Cả nhà sáng giờ mới vừa xong luôn. Quần quật sáng giờ mới xong. 2 tiếng rồi đó cả nhà. Ơi mệt lả luôn á. Tưởng đâu nó dễ làm mà thật sự thì cũng dễ đó nhưng mà mất thời gian quá cả nhà. Nướng này lâu lắm mới chín chứ không phải là chín sớm rồi ha. Mệt lả người luôn. Dạ anh ơi. Thôi ăn, mời cả nhà ăn nha. Mời cả nhà ăn với tụi mình nha. Nè cả nhà. Cơm lam sau khi hoàn thành nó vậy nè cả nhà.
ngon ha. Nè. Nhìn cũng hấp dẫn ghê, nhưng mà mới ăn nó như thế nào đây. Nãy giờ mình chẻ cái gì cho nó sạch đó cả nhà. Đây đây đây, em ăn bò trước đi. Em giúp ăn bò trước đi. Cho yêu thử nha. Ô yêu thử đi, ô yêu. Ăn nước. Còn cái hôm nay có yêu quay chung với nhà cả nhà. Xin chào cả nhà. Tôi giờ đang ăn yêu. Đây, mời cả nhà nha. Bò nướng nè, bò nướng tre nha cả nhà. Mời cả nhà nha. Không ăn nước. Ôi, ừ. Nha. Công sức sáng giờ. Ngon. Thơm ha. Thơm lỗ tre. Mình chế chế ấy cho. Chế cơm lam. Tuyệt vời. Bò này nó mềm ghê luôn cả nhà. Mà nó thấm gia vị nữa. Có cái mùi của ấm tre ra nè, nó thơm lắm, thơm mùi đặc biệt lắm cả nhà. Rất đặc biệt luôn. Cái này cũng thơm. Đúng rồi. Nãy anh nói cái này thơm giống như mùi khoai lang nướng vậy anh. Thơm như mùi khoai lang nướng vậy đó. Thơm ghê luôn. Ấm tre nó cháy nó thơm ghê luôn. Giống sức méo à. Cái này giống mấy khúc biếu cả nhà. Mấy thành diệu ngày xưa á. Món này cũng ngon hết. Cho yêu ăn cơm nha, thử anh. Thử rồi. Thử rồi hả? Ừ. Nãy ông mới thử ấy không à. Giờ bạn thử này đi. Vừa thử ấy mà. Cái này ông khác không? Cái này là cái khúc khác. Ừ. Nó là khúc khác. Ông ăn đi. Ông ăn bò tiếp đi Úc. Món này nhìn đơn giản nhưng mà làm lâu ghê luôn cả nhà ơi. Nè, cơm lam của mình làm nè. Đây. Nó cũng còn dính thôi mà được. Nè em thấy không, cái lớp mà phủ ngoài của cây tre nó. Lớp phủ ngoài của cây tre nó giống nó, như cơm trái vậy anh. Ừ. Như cơm trái. Nó tạo ra một cái lớp để cho nó không bị dính nè. Cứng cứng giòn giòn. Nè cái này có úp nè, úp cầm ăn thôi. Ăn thử đi kìa. Rồi cái ống này có bị không, cái không? Thích luôn á. Không. Ngon ha. Lớp ngoài nó cứng cứng nữa. Ừ. Em ăn đi. Em ăn bò đi. Sáng chưa ăn cơm luôn cả nhà. Ừ. Sáng giờ làm này đói bụng luôn rồi. Dạ ăn ngon. Thơm quá. Ngon. Ngon. Tớ có chừng trúng tay anh nha. Tớ có chừng trúng tay anh á. Cứng lắm á. Không phải như mía đâu, cứng lắm á. Tre mà. Nãy mình có cắt khúc tre mới để mình làm trang trí nè. Vô, vô nè. Vô, vô. 1, 2, 3, vô. Quá ngon. Hôm nay anh ngồi đây mát nè. Ừ. Ngồi đây mát nè. Cũng kế đề cá nè cả nhà. Ngồi đây mát. Cái đề cá quyền thoại luôn. Ôi, thơm quá em ơi. Thơm thiệt luôn á. Hên ăn được á. Chứ mình đó đâu có làm món này đâu. Hên. Hên mà cũng hay chứ bộ. Hay không bằng hên á. Thấy không? Có lớp mà ấy ngoài nó không có dính tay nữa kìa. Nó ráo vậy, nó quảnh luôn á. Ngon ghê luôn á. Không có dính tay luôn cả nhà. Tại vì mình dùng tre non cả nhà, nó dễ tróc lắm. Cơm lam của mình nè. Không có dính tay luôn. Nguyên ống luôn. Nguyên cây luôn. Quá ngon ha. Nè, em nè. Cảm ơn anh. Làm khúc cho mình coi. Mời cả nhà đi em. Mời cả nhà nha. Quá đẹp ha. Chứ trong quá trình mình nấu á, mình nướng em đi. Mình nướng cơm lam nè, mình vọng vọng cái ống xuống. Mình đang nướng xong cái gần chín rồi, cái mình vọng xuống là nó dẻ được cứng như vậy. Đúng rồi. Dễ giặt ghê luôn á. Nó thơm mùi tre nữa. Rất là thơm ha. Như mùi khoai lang nướng. Kẹp miếng bò. Đúng rồi, ăn chung với bò ngon lắm. Ăn chung với bò biêu. Đây con lửa, con miếng nhỏ chút. Tuyệt vời một trời luôn. Mà bò này nướng hồi nãy có nước nhiều phải không?
mà nhưng mà hồi nãy lúc anh chẻ ra nước nó chảy hết trơn rồi, bây giờ bò nó khô, hơi khô. Nhưng mà vẫn còn ngon, mà nó khô quá chín luôn. Cái này là quá chín rồi, mà chín vậy mềm ngon anh. Mềm chứ nó không có dai, thường chín là bị dai mà nó không có dai, mềm dễ ăn. Út yêu dễ ăn nữa. Có tiêu, có mấy cái củ hành tím. Hành tím nha, nó tạo mùi thơm lên nè. Có mấy củ hành tím nữa. Đó, nó không gấp ra. Há teo luôn rồi anh. Mất tiêu rồi, nó hòa quyện vô đây luôn rồi. Úi yêu, sau khi ở bao ăn món này, Úi yêu cảm nhận như thế nào? Úi yêu thấy sao? Ngon. Đặc biệt. Úi yêu thấy cách làm cái món hàng năng này như thế nào? Úi thấy cách làm nó là sao? Công phu quá ngốc. Công phu. Công phu mà làm, anh Tân làm cực ghê luôn á. Đầu tiên ăn. Làm sáng giờ luôn. Đi đóng trà. Đúng rồi. Nhiều công đoạn lắm cả nhà. Nhìn vậy đó, cả nhà thấy có nhiêu đây nè. Chứ làm sáng giờ luôn. Nhưng mà gì món ăn ngon là phải cực thôi ha. Đúng rồi. Muốn ngon là phải làm. Muốn gì muốn ăn là phải ăn vào bếp. Mà đặc biệt là món phải món ăn ngon nữa, món ngon thì ngon là phải là mình phải cực nữa. Đó là điều tất nhiên thôi ha. Làm vườn quật trời sáng rồi. Nhận. Tuyệt vời mặt trời luôn. Nó khô queo luôn. Nó quảnh luôn. Tuyệt vời ha. Cái này nó giống như nó vàng luôn anh. Nó có con trái luôn nha cả nhà. Nó vàng vàng. Thử nè. Cắt thử. Chia làm ba nha. Nó cứng rồi em ơi. Cốt à. Nó có mùi luôn á. Mùi thơm luôn á. Cảm ơn. Vô. 1, 2, 3. Vô. Quên á. Ăn cơm trái trước. Cứng không bằng được nổi không? Nổi. Cứng quá. Nó phần mềm á. Ôi thấy cứng quá. Có bằng cái mềm không? Thấy không? Không bằng nổi luôn rồi. Có con trái nè. Ngon hẻo em. Ngon lắm cả nhà. Nó thơm ghê. Quá thơm luôn. Thơm rồi ông cha. Có bằng một nửa bên đây nó hơi cứng lắm. Sợ răng ăn không nổi á. Mới ăn này nè. Rồi dưa đi. Vỗ miếng này nha. Em miếng lớn thì anh miếng này. Có miếng này, rồi. Không, em miếng này, em miếng nhỏ thôi. Thôi, em miếng nhỏ à. Anh miếng nhỏ hả? Thôi, em miếng nhỏ à. Vậy tẩm còn cục nữa kìa. Kìa hôm nay còn cục nữa kìa. Trời ơi, trời. Vậy em miếng lớn, anh miếng này. Rồi, vô. 1, 2, 3, vô. Vô. 1, 2, 3, vô. Bủ quá. Em còn nha. Em còn nữa hả? Cho biu đi, có biu. Còn biu. Còn chưa? Đây còn. Cái này. Đúng rồi. Em ăn còn. Nó bọng á. Cảm ơn. Hết nữa. 1, 2, 3, vô. Vậy tụi mình ăn cũng xong rồi cả nhà. Hết luôn. Hết bò luôn rồi. Cơm lam còn. Hai ống này. Ba đây nè. Đây còn ấm nữa. Ăn no luôn rồi cả nhà. Ăn nhiêu đó à? Ngon ha, ngon. Bên này ngon không? Ngon. Có cảm nhận về cái món ăn này như thế nào? Dạ, công cực khổ. Công cực quá anh ăn. Còn quật trời sáng giờ. Dạ. Mấy tạc á, món ăn ngon. Dạ. Đặc biệt, tượng trưng cho người Việt Nam. Cảm ơn Úc. Quá hay luôn. Úc yêu bà biểu quá hay luôn cả nhà. Video của chúng mình cũng xin kết thúc ở đây các bạn. Nếu như cả nhà yêu thích kênh của mình thì nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh nha cả nhà. Rồi, bye bye cả nhà. Bye bye. Bye.